Có kình thủ áo xanh là đang đứng câu cá nha các bạn. Đó, anh đang câu rồi. Trời nắng chang chang anh đứng câu. Đứng trên thành cầu anh thả dây xuống câu. Đứng đây mình thấy tòa nhà 81 tầng nè. Đứng đánh cầu nè. Nắng quá cho chạy vui thì núp vui cầm cầu.